Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang và những người bạn thích thời sự. Bây giờ thì đang là khoảng 5 giờ chiều của ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và đây là ngày cuối cùng của ngày của năm 2020. Và tôi xin chúc các bác một năm mới đầy sức khỏe và tràn đầy sinh lực. Báo cáo các bác rằng là năm vừa rồi chúng ta đã đón nhận rất nhiều những cái sự kiện nóng hổi. Tuy nhiên, tôi có chia sẻ với các bác thế này. Nhưng trong những ngày cuối năm ấy thì chúng ta đã có một cái tín hiệu rất là tích cực. Bởi vì ở An Giang thì Đại tá Đinh Văn Nơi đã có những cái phát biểu rất hợp lòng dân. Và những cái sự việc mà Đại tá Đinh Văn Nơi làm thì rất hợp lập với lòng người. Nhưng tôi không hiểu vì sao. Thực ra mình có nói vậy thôi, nhưng tôi cũng hiểu rằng là trong cái thời kỳ mà Đại hội Đảng chuẩn bị như thế này, chuẩn bị làm như thế này, thì rất nhiều những cái thông tin thất thiệt được lan truyền. Và một trong những cái thông tin đó, đó là Đại tá Đinh Văn Nơi làm việc chậm, làm việc không trách nhiệm, làm việc nọ kia. Và ở đó thì có một cái dấu hiệu gì đó liên quan đến bệnh nhân 1440. Ở đây đó hoàn toàn là cái thông tin thất thiệt mà các bác có thể là những người nào mà theo dõi thông tin thời sự một cách thường xuyên ấy, thì thấy rằng là đây không thể nào tin nổi. Thì nó sự việc nó như thế nào thì tôi xin chia sẻ với các bác thông qua một cái bài phỏng vấn vào ngày 31, ngày cuối cùng này, ở trên tờ báo, một cái tờ báo rất là nổi tiếng. Thì trong cái tờ báo thì với tiêu đề rằng là khởi tố vụ án và làm tới cùng, thì ngày 30 tháng 12 thì ở An Giang, chính xác là nơi mà Đại tá Đinh Văn Nơi làm gọi là giám đốc công an tỉnh đấy, thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo điều 348 Bộ luật hình sự. Thì trả lời báo Tuổi Trẻ thì Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang đã chia sẻ, sau khi xác định bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Việt Nam và qua huyện An Phú, tỉnh An Giang, chúng tôi đã nhận định rất có thể đây là một cái đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra phối hợp với công an các địa phương để tiến hành củng cố hồ sơ và khởi tố vụ án hình sự, điều tra tất cả các đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng mà liên quan tới Campuchia. Trong buổi sáng ngày 30 tháng 12, thì phía An Giang cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng của Campuchia để xem lộ trình của đường dây đưa nhóm người này đi lại như thế nào, cũng là cái bước mà giúp nước bạn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, công an tỉnh cũng đã làm rõ tất cả các đối tượng đưa nhóm người vượt biên trái phép rồi đưa sâu vào nội địa của Việt Nam qua đường mòn, lối mở. Thế thì đã rõ hành vi phạm tội. Thì bên phía này, các bác chờ một chút nhé. Thì đoạn sau sẽ có cái thông tin cụ thể để các bác thấy rằng là công an tỉnh An Giang và đặc biệt Đại tá Đinh Văn Nơi đã làm rất rõ sự việc. Thì tôi xin phép. Thế thì bên báo có hỏi câu như này: vậy công an tỉnh đã thu thập điều tra đường dây này tới đâu, thưa ông Đinh Văn Nơi? Thì Đại tá Đinh Văn Nơi trả lời như sau: chúng tôi đã xác minh khá đầy đủ, mời được các đối tượng có liên quan và phối hợp bên y tế triển khai điều tra, tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi đã tìm được và kiểm soát toàn bộ các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Khi qua biên giới, bệnh nhân 1440 còn được một người chạy xe ôm đón đưa lên xe 7 chỗ. Đối tượng xe ôm này hiện đang bỏ trốn ở trên Bình Dương, nhưng trong buổi trưa ngày 30 tháng 12, tức là hôm qua đấy, thì chúng tôi đã liên hệ công an Bình Dương để tạm giữ và đưa đi cách ly tại chỗ. Người này hiện nay đang bị bắt rồi và đang đưa cách ly tại chỗ. Để các bác hiểu rằng là công an của An Giang đã làm rất trách nhiệm và phối hợp với công an tỉnh Bình Dương để làm cái việc này. Thì một tổ công tác của công an tỉnh An Giang cũng đã đến Bình Dương để lấy lời khai của người xe ôm này, để xem lịch trình của nhóm người này vượt biên như thế nào và quan hệ tiếp xúc với ai, và để trước tiên là cung cấp cho ngành y tế và phục vụ công tác phòng chống dịch. Đây là một cái gọi là hành vi rất là trách nhiệm, một cái việc làm rất là trách nhiệm và của Đại tá Đinh Văn Nơi và bên phía công an tỉnh An Giang. Để chúng ta có thể biết rằng như thế nào nữa thì tôi xin phép đến câu hỏi tiếp theo. Thì bên báo có trả lời hỏi như thế này: công an tỉnh đã dựa trên cơ sở nào để khởi tố vụ án? Vậy thì khởi tố vụ án như thế nào, cơ sở nào thì phải có căn cứ.
thì đại tá Đinh Văn Nơi đã trả lời rất rõ ràng và cụ thể như sau: hoàn toàn công khai và hoàn toàn minh bạch, không có một chút giấu giếm, cũng không có một chút vụ lợi nào, cũng không có một chút nào lăn tăn hay lấn cấn. Và các bác như thế thì đại tá Đinh Văn Nơi trả lời như sau: trước mắt bệnh nhân 140 có khai đã dùng số tiền 37 triệu đồng để thuê người đưa về Việt Nam. Các đối tượng bên Campuchia đã móc nối thuê xe ôm, thuê ô tô để tổ chức đưa bệnh nhân 1440 vượt biên về Vĩnh Long. Rõ ràng đây là dấu hiệu của hành vi đưa người nhập cảnh trái phép. Một là dùng tiền, hai là dùng móc nối. Các đối tượng ở huyện An Phú đã thể hiện rõ ràng các hành vi phạm tội. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án. Rõ ràng những cái dấu hiệu này thì nó tạo nên một cái nó gọi rằng là đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, và có một cái sự việc rất là chuyên nghiệp, cụ thể từng cái mốc một, từng cái dấu một thì tất cả đều có hành vi và rất là rõ ràng. Vậy thì việc khởi tố vụ án là việc đương nhiên đó. Thì đại tá Văn Nơi đã thể hiện rõ điều này. Để xem xét tiếp theo nhé, thì đại tá Văn Nơi tiếp tục trả lời như sau: chúng tôi đã làm việc với các đối tượng tham gia chở bệnh nhân 140. Một là tài xế ô tô 7 chỗ hiện đang bị tạm giữ và cách ly tại Sóc Trăng. Hai là bệnh nhân nữ ở Đồng Tháp đi cùng bệnh nhân 140. Ba là bệnh nhân 140 đã khai dùng tiền để nhờ người đưa về nước bằng cách nhập cảnh trái phép. Các yếu tố này đã cấu thành tội và chúng tôi đã phân công để cho điều tra viên tiến hành điều tra tất cả các đối tượng có liên quan trong đường dây này. Sắp tới chúng tôi sẽ củng cố thêm để tiến hành khởi tố một vài bị can và xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Đó, rất là rõ ràng và rất là công khai, rất là minh bạch, rất là cụ thể và rất là chi tiết. Nhưng ở đây mới là cái yếu tố để mà tôi chia sẻ với các bác rằng là tại sao các phần tử nước ngoài người ta hay chia rẽ người Việt Nam bằng những cái thông tin thất thiệt, bằng những cái thông tin giả và bằng những cái thông tin mà không chính xác. Thì đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã trả lời rất rõ ràng. Ở đây báo Tuổi Trẻ cũng đã hỏi đại tá Đinh Văn Nơi rất cụ thể. Thì như thế này, để các bác có thể là nhấn mạnh và theo dõi, tôi xin nhấn mạnh như thế này: thưa ông, có ý kiến cho rằng công an tỉnh An Giang đã chậm khởi tố vụ án nhập cảnh trái phép, ông có ý kiến gì về việc này? Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều độc giả mà bên phía những kênh gọi rằng là nước ngoài người ta hỏi đại tá Đinh Văn Nơi. Vậy thì việc này có chính xác hay không và căn cứ họ như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy rằng là đại tá Đinh Văn Nơi đã sòng phẳng để mà trả lời họ, trả lời rất là rõ ràng, trả lời rất cụ thể và rất là chi tiết. Thì tôi xin phép trích dẫn như thế này để các bác có thể thấy rằng là đại tá Đinh Văn Nơi là một cái tấm gương sáng, hoàn toàn vì nước vì dân và với cái động cơ rất là vô tư, liêm chính và trí công vô tư. Bởi vì nếu không ấy, thì không thể trả lời nhanh như thế này được. Thì đại tá Đinh Văn Nơi đã trả lời như thế nào? Thì báo cáo các bác như sau: không thể chậm mà tôi xin phép nhé đọc câu hỏi lại trước. Thưa ông, xin có ý kiến cho rằng công an tỉnh An Giang đã chậm khởi tố vụ án nhập cảnh trái phép. Ông có ý kiến gì về việc này? Không hề chậm mà chúng tôi chủ động đấy chứ. Ngay sau khi có tin về bệnh nhân 1440 và biết người này đi về từ ngã An Phú, cơ quan điều tra tỉnh An Giang đã âm thầm tung ngay 3 mũi công tác đến làm việc và củng cố hồ sơ, củng cố hành vi và làm việc với tất cả đối tượng liên quan. Đến thời điểm này đã đủ chứng cứ, thống nhất với Viện Kiểm sát khởi tố vụ án. Như vậy, chúng tôi đã vào cuộc một cách quyết liệt và nhanh chóng. Riêng bệnh nhân 1440 trong thời gian qua đã khai rất lung tung, thay đổi lời khai liên tục, gây khó khăn cho quá trình xác minh. Tuy nhiên, qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, chúng tôi đã xác định được tất cả các đối tượng tổ chức đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa. Hiện chúng tôi đang phối hợp với công an các tỉnh như là Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra vụ án. Tôi xin phép chia sẻ một chút về điều này để các bác thấy rằng điều tra một vụ án không hề đơn giản. Tôi là người đã từng làm điều tra đấy, cho nên rằng là cái việc mà ngay lập tức có được những cái thông tin, ngay lập tức tung ra được cái mũi dự án thì nó thể hiện cái tinh thần phán đoán và một cái quyết định rất là quyết liệt và rất có trách nhiệm. Bởi vì nếu quyết định không có trách nhiệm thời điểm đó và không chính xác
thì họ sẽ bị một cái phản đòn rất nhanh, và họ sẽ bị một cái gọi rằng là gây thất thoát, rồi là phán đoán sai, rồi là nọ kia rất nhiều thứ để mà có thể rằng người ta sẽ dựa vào đó để mà tấn công lại. Thế cho nên ra một cái quyết định rất nhanh trong một cái thời điểm rất nhạy cảm là một cái sự phải nói rằng là cực kỳ dũng cảm. Tôi xin nhấn mạnh với các bác rằng là cực kỳ dũng cảm, bởi vì nếu không có một cái tinh thần liêm chính, liêm sạch thì không thể nào ra được cái quyết định trong cái thời điểm đó. Đó, khi người ta không lấn cấn gì thì người ta sẽ quyết định rất nhanh. Còn nếu mà vì cái rằng việc thăng tiến của mình, vì cái việc bảo đảm cái sự an toàn của mình, bảo đảm cái sự an toàn của tổ chức cái nọ kia, thì họ sẽ không bao giờ quyết định trong một cái thời điểm nhanh như thế. Tôi tin rằng là các cơ quan an ninh, các cơ quan cảnh sát điều tra khi theo dõi cái kênh Hoàng Zone hay là kênh Trang Trang TV thì đều hiểu được cái điều mà tôi nói như thế nào. Bởi vì đó là những cái biện pháp nghiệp vụ và đó là cái luật bất thành văn. Thì ở đây ấy, là bên phía của cơ quan Giang, đặc biệt đại tá Đinh Văn Nơi đã quyết định và đã xử lý rất là đúng đắn trong thời điểm này. Và mỗi quyết định trong một cái thời điểm đó, nó tạo nên một cái vị thế, một con người và một cái chất rất riêng cho đại tá. Tôi thừa nhận như vậy và tôi sẽ tin như vậy. Thì ở đây nó liên quan đến bịt lỗ hổng của biên giới. Thì bên báo tiếp tục có một câu hỏi như thế này: rõ ràng đang có lỗ hổng ở trên tuyến biên giới, người dân nước ngoài làm ăn và mong muốn về nước dịp Tết, vậy theo ông cần làm gì để bịt lỗ hổng này? Chúng ta đều biết rằng là người Việt Nam của chúng ta phải làm một nước nghèo, chính vì vậy khi mà mỗi dịp đấy thì họ làm ăn nước ngoài, và khi mà có một cái dịp Tết, dịp lễ, dịp cưới hỏi cưới xin thì họ sẽ về Việt Nam, đặc biệt là trong dịp Tết thì về rất là nhiều. Vậy thì cái trường hợp này thì mình xử lý thế nào? Thì đây là câu hỏi rất cụ thể. Thì đại tá trả lời thế này: hiện tình hình dịch bệnh ở Campuchia và Thái Lan thì rất là phức tạp. Một số bà con người Việt cũng sinh sống làm ăn ở bên đó. Bà con muốn về quê ăn Tết cổ truyền và né dịch bệnh. Né dịch bệnh. Có rất nhiều bà con có đầy đủ giấy tờ thì về đường chính ngạch đàng hoàng, được kiểm tra và cách ly y tế. Nhưng cũng có nhiều người không có giấy tờ nên đã lén lút đi bằng đường tiểu ngạch, đường mòn và lối mở. An Giang thì là vùng đất có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia khá dài. Thời gian qua các lực lượng biên phòng, quân đội, công an đã nỗ lực triển khai rất là nhiều chốt phòng dịch, phòng chống buôn lậu. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng vẫn còn nhiều đường mòn, lối mở chưa kiểm soát được. Ngày 29 tháng 12 tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thì tôi, tức là đại tá Đinh Văn Nơi, đã có đề xuất với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp triển khai lực lượng tham gia phòng chống dịch. Thứ nhất, công an đã phối hợp với biên phòng và chính quyền địa phương để đánh giá lại toàn bộ tuyến biên giới, xem lỗ hổng chỗ nào thì phải bịt ngay chỗ đấy. Thứ hai, phải tăng cường nhiều chốt kiểm soát. Nếu trước đây 500m đường biên có một chốt thì sắp tới cứ 200m có một chốt, và tăng cường quân số của công an, biên phòng, quân sự tại các chốt này. Ngoài ra, ngành công an tỉnh cũng đã làm việc với lực lượng xe ôm, xe ô tô vận tải và hành khách ở biên giới. Nếu trong quá trình chở khách có nhận nhật ký lộ trình, tuyên truyền cho những người này biết nếu vận chuyển người nhập cảnh trái phép là tiếp tay. Cái đoạn này rất quan trọng nhé. Mặc dù là có thể là báo chí người ta không nhấn mạnh, nhưng ở đây tôi xin nhấn mạnh cho các bác để các bác thấy rằng là cái câu chuyện không hề dễ dàng. Tuyên truyền nghĩa là, ngoài ra ngành công an cũng làm việc với lực lượng xe ôm, xe ô tô vận tải, hành khách ở trên ở biên giới. Nếu trong quá trình chở khách có nhật ký lộ trình, tuyên truyền cho những người này biết nếu vận chuyển người nhập cảnh trái phép và tiếp tay cho nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, sắp tới lực lượng công an cũng kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện đi từ biên giới vào nội địa, kể cả phương tiện đường thủy. Đó. Rất nhiều những câu hỏi khác để các bác có thể theo dõi, ví dụ như là trước tình hình dịch bệnh các hãng xe gặp khó khăn gì, hay đánh liều chở người vượt biên trái phép thì ông có khuyến cáo gì. Thì đơn giản thôi, tất cả mọi thứ đều phải có tuân thủ theo pháp luật hết. Và rõ ràng là trong thời điểm hiện nay thì rõ ràng là như thế này là cái lợi ích của toàn dân, cái lợi ích của đất nước là đặt trên hết, chứ không phải là lợi ích một vài cá nhân
để mà chúng ta có thể là sửa đổi hay là làm cái nọ, làm cái chai kiểu thế. Thì liên quan đến bệnh nhân 140 thì có nhiều tình tiết tăng nặng, thì ngay cả trong câu hỏi này á, thì cũng thương rằng là trở ngại như thế nào, thì xin với các bác rằng các bác có thể tự tìm hiểu thông qua những cái bài báo ở trên báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Quân đội Nhân dân là một số báo khác, những tờ báo chính thống chính ngạch tại Việt Nam. Và hiện nay thì các bác thấy rằng là thông tin đưa ra nó hoàn toàn công khai và minh bạch, không có gì để mà giấu giếm cả. Tất nhiên một số vấn đề thì chúng ta vẫn phải là giữ cái bí mật để đảm bảo cái sự an ninh quốc gia, nhưng hoàn toàn cái sự việc rằng là không có gì phải giấu cả thì đừng có giấu, đừng có lạm dụng cái văn bản mật hay là văn bản nào kia. Tôi thì đang nắm rất nhiều những cái văn bản mà đóng với dấu mật hay là tối mật. Tất nhiên tôi không thể là đưa cái văn bản đấy ra để các bác chia sẻ được. Tuy nhiên rằng để mà thấy rằng là có một cái gì đấy nó đang lạm quyền trong việc này, đặc biệt là phía bên phía Bộ Công Thương đó và Bộ Công an. Mình cứ chia sẻ thẳng thắn như thế để mà thấy rằng là chúng ta cần phải sửa đổi cái điều đó. Công khai minh bạch là một trong những cái để mà lấy lại cái niềm tin của dân chúng. Thì tôi kính mong rằng lãnh đạo các bộ ngành đừng có lạm dụng cái văn bản đó, lạm dụng những cái quy định đó để mà gọi rằng là cho dân chúng không được biết về một số cái điều cụ thể. Về sau thì người ta vẫn biết thôi, nhưng tên tuổi của anh ghi vào đó với một cái vài dòng nó không tốt đẹp gì đâu. Đấy là chia sẻ như thế. Liên quan vụ án Thuận Phong thì tôi có 2 cái văn bản. Liên quan một số vụ khác thì tôi khoảng 30 cái văn bản. Đó. Thế cho nên rằng là dần dần khi mà được giải mật thì tôi sẽ chia sẻ với các bác một cách từ từ. Đó. Thì mong các bác ủng hộ kênh Trên Trang TV. Và tôi kính mong các bác rằng là trong ngày cuối của năm nay thì các bác đi đứng hay là mọi thứ, mình đi chơi mình vẫn đi chơi, mình làm việc thì vẫn làm việc, nhưng nhớ đầy đủ các biện pháp an toàn, trước hết là cho mình, thứ hai là cho cộng đồng về công tác phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay. Tôi rất cảm ơn mọi người và hy vọng gặp lại mọi người trong những cái video clip tiếp theo. Tôi chân thành cảm ơn.